có cá ca chứ. Thank you.
chứ gì nữa.
đấy, đúng như đấy. Đây là thịt đã mệt mỏi. Thịt đã mệt mỏi. Mời cảnh thùng rác. Trong tí mà đi vào nhé. Đoạn này bên Thủy Nguyên từ đây sang đoạn này thôi, đoạn này đây là sông, sông Bạch Đằng đấy, sông Bạch Đằng đây cửa 5 triệu chắc là ở chỗ này này đấy nhờ, nối liền đây qua rừng căn cứ địch, căn địch hành quân địch rút chạy, quân ta chạy, căn cứ địch của bọn kia, tên quân ta bao vây ba mặt, rất mong vào, chưa? Quân ta mai phục này, quân ta mai phục nhiều ở đây này, cái chỗ này này, để hành quân này, còn cái đường là nó rút chạy, rút chạy, rút chạy, đây địch, địch nó rút chạy ở đây này, thế quân ta mai phục, sông Bạch Đằng đấy, cái chỗ này, quân ta mai phục đấy, tiến thẳng vào đây. Thì nó ngoài cho nó ra ngoài nó ngồi. Đi một tí nữa rồi kìa. Cây gì lá đẹp nhỉ? Rác vào cho nó thoải mái tí nhá. Được. Bảo bây giờ thì Thịnh đã phải để cho ông cõng. Mai ngày già thì cháu sẽ cõng ông. Yeah. Bây giờ thì lâu rồi đấy, đi lâu quá bây giờ vẫn bị đau chân. Cháu là voi còi. Bỏ tay ra ôm vai thôi.
xa lắm. Đây là Thịnh. Các bạn ơi, mình bỏ chân quá. Nên đành phải để ông cõng thôi. Thì nhờ ông cõng đúng không? Nên là nhờ ông cõng thôi. Kéo gãy lưng không? Chú vơi con ở bàn đơn chân mỏi quá thì ra ông cõng thôi. Đâu, không có ông thì thôi không sao. Con muốn chụp không? Không chụp thì thôi. Thôi con chụp. Đây là bè với vợ. Lúc nghỉ ngơi vợ. Về vợ sinh thế. Xong mũi thế không? Xong mũi thế. Rồi rồi. Chí cái mặt. Nó đang đầm lầy. Kéo một thuyền đủ. Cắn ghê. Nam ấy phát. Cắn phỗ mông à. Cắn thú đi. Con nói gì đi. Đây chính là hoàng đế, đây là thánh nhất các bạn. Không phải chỉ ra đâu.
đi đi thế này. Tiếp theo là cúp công tiết chế. Cúp đạo đại dương. Trần Đạo. Trần Quốc Tuấn chứ. Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Đầu tiên là quân ta đánh cắm cọc xuống sông nhá. Rồi quân ta ra kia ta giả cuộc thua, quân ta chạy vào đây. Sau khi đội quân địch lúc đấy thì chiều lên thì lướt cọc rồi. Thì sau khi đến những cái lúc buổi chiều ấy thì cọc nó đồng nhô lên, quân ta đánh bật làm cho quân địch không kịp trở tay. Chiếc thì bị cọc cắm ở chiếc thì bị quân ta nhảy lên tiêu diệt. Buông nó mới ngắn. Thế để ta thấy thế nào? À, đừng có để chế độ đấy thế nào. Không cần di tích đâu Liên ạ. Đây chữ di tích. Đúng rồi, đừng di tích thế được. Đừng chụp ảnh đấy, bà không biết không? À, cho đi. Ra cháu. Về nhà khoảng 5 rưỡi. Cường với Thịnh có thể đá bóng. Thế này là thường xuyên vận động, nhảy dây nhảy giếc. Lúc mình sức khỏe đẻo ra. Nhưng mà con bây giờ con bé lắm rồi nè. Ôi, chị cho nó lành khỏe chị. Bố đưa ra cưới quay ở đây nhá. Đây là đây chính là cây lưu niệm của các Phạm Minh Chính. Trước mắt đây là bí thư của tỉnh Quảng Ninh. Bây giờ bác lên được thủ tướng chính phủ rồi. Bác lên được trên này cũng có một cái thang nữa. Nhiều lối lắm, chẳng biết đường nào. Lên đi lấy nào nó này.